vệ sinh vùng hậu môn, sinh dục. Những người cao tuổi gặp khó khăn về vận động có thể cần được hỗ trợ vệ sinh vùng hậu môn, sinh dục và thay bỉm tại giường để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, phòng tránh bệnh. Video này sẽ cung cấp các hướng dẫn cơ bản trong việc thực hiện các chăm sóc này. Phần 1. Vệ sinh vùng hậu môn, sinh dục. Cần chuẩn bị kem chống hầm, thuốc chống loét, một quần sạch, một khăn bông, một chăn đắp, một tấm ni lông, tấm lót, một găng tay sạch, một túi đựng chất thải, một cà múc nước, nước ấm 35 độ C đến 40 độ C, xà phòng, một bô dẹt. Các bước thực hiện. Bước 1. Mang dụng cụ đến bên người cao tuổi, thông báo cho người cao tuổi việc sắp làm. Bước 2. Rửa tay và đi găng nếu cần. Đắp chăn kín từ cổ đến cẳng chân của người cao tuổi. Bước 3. Tiến hành cởi quần cho người cao tuổi bên dưới chăn đắp, kéo cao áo lên phía ngực. Đánh giá tình trạng da và niêm mạc vùng hậu môn, sinh dục. Bước 4. Đặt người cao tuổi nằm ngửa, đầu cao 30 độ, chống hai chân. Trải tấm ni lông hoặc tấm lót, đặt bô dẹt dưới mông. Bước 5. Đối với người cao tuổi nam, nâng nhẹ dương vật lên, rửa quanh lỗ tiểu, rộng ra xung quanh dọc theo dương vật từ trên xuống. Chú ý các nếp bao quanh quy đầu. Cuối cùng rửa hậu môn. Thấm khô. Đối với người cao tuổi nữ, dùng ca múc nước hoặc chai có vòi nhỏ rửa vùng sinh dục. Chú ý rửa kỹ các nếp, rửa từ trên xuống dưới, dưới dòng nước dội. Cuối cùng, rửa phần hậu môn và thấm khô. Bước 6. Bỏ bô dẹt và tấm ni lông, dùng khăn thấm khô vùng sinh dục, hậu môn. Bước 7. Cho người cao tuổi nằm nghiêng, dùng khăn ướt lau sạch vùng mông rồi thấm khô. Bước 8. Đóng bỉm cho người cao tuổi, tháo găng tay. Bước 9. Mặc quần cho người cao tuổi bên dưới chăn đắp. Đặt người cao tuổi ở tư thế thoải mái. Bước 10. Thu dọn đồ bẩn, dụng cụ, rửa tay sạch sẽ. Phần 2. Thay bỉm cho người cao tuổi tại giường. Chuẩn bị dụng cụ: bỉm, giấy ướt hoặc khăn sạch, kem chống hầm, thuốc chống loét, găng tay, túi đựng chất thải, nước và xà phòng. Các bước thực hiện. Bước 1. Rửa tay, đi găng. Bước 2. Đặt người cao tuổi nằm ngửa. Bước 3. Gỡ các miếng dán trên bỉm bẩn. Tận dụng phần còn sạch của miếng bỉm đang đóng để thay cho bô dẹt trong quá trình vệ sinh. Bước 4. Thực hiện vệ sinh vùng hậu môn, sinh dục đủ và đúng các bước. Cuộn bỉm bẩn vào trong, đưa xuống dưới hông người cao tuổi. Một tay đỡ hông, một tay đỡ vai. Lăn trở người cao tuổi nằm nghiêng về phía gần của người chăm sóc. Cuộn bỉm bẩn với mặt bẩn vào trong. Cuộn một nửa bỉm sạch, đặt dưới hông người cao tuổi. Kéo miếng bỉm bẩn ra khỏi người cao tuổi. Kéo phẳng phần bỉm sạch còn lại. Để người cao tuổi về tư thế nằm ngửa lên trên bỉm. Kéo bỉm vào giữa hai chân người cao tuổi, vuốt thẳng và gắn chặt các miếng dán. Tháo găng.
để người cao tuổi về tư thế thoải mái. Bước 9. Thu dọn dụng cụ. Rửa tay và lau khô tay.